Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một tuần mới an lành. Thưa quý vị, mở đầu là câu chuyện về Việt Nam. Chúng ta đã biết là những cái chuyện giao thông ở Việt Nam phải nói là rất là tệ, và nhiều lần Hoàng Vy thưa quý vị rằng là nhiều khán giả cũng chia sẻ với chương trình là chỉ khi nào mà họ đi đến nơi về đến chốn, đi ra đi làm và trở về nhà rồi mà thấy là mình vẫn còn bình yên thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi mỗi lần mà đi ra ngoài đường xá đó, mà đặc biệt là những cái thành phố lớn, ví dụ như Sài Gòn chẳng hạn, giao thông như mắc cưỡi, mà xe thì chạy loạn xạ cả lên. Rồi chưa kể nữa, đang đi nữa thì những cái cây vào trời mưa và đổ ngã, rồi dây điện sớt. Rất nhiều những cái tai nạn ngoài đường không được báo trước. Và chỉ khi nào mà sau cái cuộc đánh trận mà người ta trở về nhà và cảm thấy là mình còn toàn vẹn đó thì mới cảm thấy là ok, mình đã bình yên. Vậy mà thưa quý vị, những cái câu chuyện về uống rượu rồi lái xe nó vẫn còn nhan nhản như thế này. Vào tuần trước đây thôi thì có một câu chuyện là cả một vị trưởng khoa của một bệnh viện lớn rồi cũng chạy xe hơi rồi đâm loạn xạ vào những cái người mà đang dừng đèn đỏ, bước ra và nồng nặc mùi rượu. Câu chuyện đó gây cái sự phẫn nộ rất là lớn. Thì bây giờ vào ngày hôm nay nữa, chúng tôi đọc thấy một cái câu chuyện một nữ tài xế tài không đợi tuổi, 20 tuổi thôi, lái một chiếc Mercedes thưa quý vị và đâm thẳng vào một ngôi nhà. Và khi mà cô bước ra đó thì người ta đo nồng độ cồn và thấy là đã vi phạm ở mức độ 2 là vượt 0.25 mg cho đến 0.4 trên 1 lít khí thở thưa quý vị. Điều đặc biệt trong câu chuyện này, tuy là không có nhiều người bị mất mạng hoặc là bị thương từ cái vụ đâm xe này, nhưng đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt mà chúng tôi chọn để gửi đến quý vị. Đó là khi mà nữ tài xế này đã có rượu bia trong người và lái xe và đâm vào cái ngôi nhà khác á, thì cái đặc điểm của ngôi nhà này đó là một cái ngôi nhà số 47 ở phố Hàng Bạc thưa quý vị, và là một ngôi nhà cổ có 100 năm tuổi rồi thưa quý vị. Đây là một trong số những cái ngôi nhà cổ nhất ở Hà Nội hiện còn sót lại, rộng 205 m² và mặt tiền thì rộng 7 m. Thì ban quản lý phố cổ ở Hà Nội cho biết là căn nhà 47 Hàng Bạc này là một trong 538 ngôi nhà thuộc diện bảo tồn, có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Và đặc biệt cái ngôi nhà 47 á, nó có kiến trúc theo truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin á, là kiến trúc của thời phong kiến và rất là rõ và thuộc dạng cổ nhất của Việt Nam. Và nữ tài xế này đã đâm thẳng vào rồi, dù là không bị mất mạng nhưng mà quý vị thấy đó, cái đầu của chiếc xe Mercedes á, nó đâm vào một cái đống đổ nát như vậy. Và đây, còn những cái câu chuyện còn uống rượu lái xe thì vẫn còn những cái câu chuyện nhan nhản như thế này tại Việt Nam. Cho nên trong suốt cái thời gian vừa qua, chúng tôi cũng có thưa quý vị đó, nghị trường của Quốc hội Việt Nam, những cái nhà lập pháp đó đã bàn bạc về cái chuyện là bây giờ sẽ đo nồng độ cồn, hoặc là nồng độ cồn bao nhiêu thì sẽ bị xử phạt. Nhiều người nói rằng là bây giờ bên Bộ Công an đưa ra cái hướng dẫn là chỉ cần có một chút thôi cũng bị xử phạt, hoặc thậm chí là phải đo nồng độ cồn và phải tiến hành một cách đồng loạt, ra quân rầm rập như thế này để cho người dân người ta ngại đi, người ta sợ bớt đi, mà người ta đừng có uống rượu lái xe nữa. Cái chủ trương thì hoàn toàn đúng đắn và rất là nhiều người ủng hộ, nhưng mà bây giờ thực hiện nó, cái biện pháp thực hiện nó như thế nào để cho đúng đắn. Ví dụ cái câu chuyện là nồng độ chỉ cần có một chút thôi, hoặc là đêm hôm trước mà lỡ uống một vài ly trong cái tiệc giỗ, quẩy hay là tiệc cưới, hoặc là họ mới uống một cái thuốc giảm đau chẳng hạn mà nó có một chút nồng độ cồn thì cũng bị xử phạt. Thì điều đó là không nên, thì cần phải nghiên cứu kỹ hơn chuyện như vậy cho nó hợp lý. Và cả cái chuyện đo nồng độ nữa thưa quý vị. Chúng tôi đọc thấy vào hôm cuối tuần trên tờ Thanh Niên họ có một cái phóng sự là cảnh sát giao thông ở Sài Gòn đã rầm rập ra quân trên những cái thành phố, những cái tuyến đường lớn ở Sài Gòn rồi, để yêu cầu người dân là phải thổi vô để mà biết là có nồng độ cồn hay không. Nó có chi tiết như thế này nè thưa quý vị. Để mà xác định là có nồng độ cồn bao nhiêu thì trước đó là cảnh sát giao thông sẽ đưa ra cái máy để kêu người dân đó là phải thổi vào đó để xem đầu tiên là có cồn hay không đã. Nếu mà có cồn thì mới đi đến bước thứ hai là cái độ cồn nó bao nhiêu thì sẽ bị xử phạt. Thì có nhiều người ngay tại cái khu vực là Kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè, chúng tôi đọc thấy có nhiều người dân là bị chặn lại rồi kêu thổi vào một cái ống hình phễu để xem là có cồn hay không. Nhiều người cũng chấp hành, nhiều người cũng phàn nàn, thậm chí chúng tôi có nói quý vị là họ phàn nàn rồi họ đưa ra câu hỏi là những cái bộ kit này đó là đã được chứng nhận hay chưa? Bởi vì người dân người ta sợ cái câu chuyện giống như Việt Á. Nhưng mà cũng có một số những người đã rụt rè, đã hỏi và được truyền thông người ta ghi nhận là không thấy thay ống thổi à anh? Thổi chung lây bệnh thì sao? Có nghĩa là họ nhìn thấy những cái cảnh sát giao thông á, cầm những cái ống để mà kêu cái hình phễu và kêu thổi vô đó thì họ quan sát là từ 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau dùng chung có một ống thôi, không có thay. Và điều này làm cho người dân người ta cảm thấy ớn ớn. Nhất là quý vị thấy là cái vào mùa cuối năm này, chút nữa chúng tôi sẽ thưa. Bộ Y tế bây giờ cũng đưa ra cái lệnh ban hành là bây giờ phải cảnh giác rất là cao độ với cái tình trạng hô hấp, bệnh hô hấp đang tăng. Rồi tay chân miệng cũng đang tăng, tất cả những cái bệnh mà truyền nhiễm như thế này cũng đang tăng. Cho nên là họ ớn. Phía cảnh sát giao thông thì họ lý giải như thế này là bởi vì có hai bước. Bước đầu tiên là để kêu thổi vô cái ống hình phễu này thì họ đã áp dụng từ những năm 2014 rồi để xem là có cồn hay không. Thì nếu mà có cồn thì mới đi đến cái bước thứ hai là thổi vô cái ống để đo nồng độ thì cái ống đó mới cần phải thay. Còn cái hình phễu mà chỉ để coi là có cồn hay không thì không có cần thay. Và cảnh sát giao thông nói rằng là những cái này nó nhạy cảm lắm, nó nhạy dễ sợ lắm. Tới mức độ nhá, mà một người tài xế taxi ngồi trong xe mà hành khách trong xe mà có cồn thì cái người tài xế đó khi mà thổi vô cái phễu này thì cũng bị dính luôn, là cái hơi thở mà thổi vô là vẫn có cồn. Thì lúc đó người tài xế taxi đó mới phải thổi vô cái ống đo nồng độ là bao nhiêu thì mới quyết định là xử phạt hay không. Nhưng mà nói gì thì nói, và cảnh sát nói là có khi một ống mà có thể mời được tới 1.000 người để thổi vô cái phễu như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, người dân người ta vẫn cảm thấy ớn thưa quý vị. Người ta cảm thấy ớn quá, bởi vì bây giờ quý vị nhìn hình ảnh này nhé, thổi vô nhưng mà cái hơi thở nó vẫn còn ở đó. Và cái điều thứ hai nữa, ví dụ như là cái hơi thở của cái người trước thổi nó chưa có được thông thoáng, chưa được làm sạch hoàn toàn thì cái anh thứ hai anh thổi vô thì cái hơi thở nó vẫn có thể sẽ bị dính, rồi sẽ phải đi qua cái bước thứ hai là đo nồng độ cồn, rồi mất thời gian của người dân. Thì đó là một trong những cái ý kiến mà người dân người ta cảm thấy là không có hợp lý. Khi mà dùng một cái ống mà cho cả ngàn người như vậy thì hoàn toàn tâm lý của họ cảm thấy rất là bất an. Trong khi như hồi nãy Hoàng Vy nói, cũng ngày hôm nay, Bộ Y tế và đặc biệt là hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận rằng tình hình ở Việt Nam, thưa quý vị, gia tăng rất là lớn ở những cái thành phố, đặc biệt là ở Sài Gòn. Là những cái trường hợp mắc bệnh đường hô hấp nè, rồi các trường hợp mắc cúm AH5N1 nè, rồi Covid-19 nữa. Bên phía Bộ Y tế của Việt Nam nói là họ cảm thấy là lo ngại bởi vì những nước trong khu vực như là Trung Quốc, như là Malaysia, Singapore và Cambodia, số lượng người mắc bệnh hô hấp và truyền nhiễm đã tăng vọt. Quý vị nhớ cái câu chuyện là ở Trung Quốc suốt 2 tuần gần đây, đặc biệt là những thành phố lớn có khi cả một ngày cả ngàn trẻ em phải nhập viện vì những cái căn bệnh hô hấp này. Đến mức độ mà Tổ chức Y tế Thế giới họ phải yêu cầu Trung Quốc là cung cấp cho họ đầy đà cơ sở dữ liệu và liệu xem là nó có liên quan gì đến Covid-19 hay không. Trung Quốc nói ok, I'm fine. Ông Vương Nghị mới hôm cuối tuần vừa rồi, ông Ngoại trưởng của Trung Quốc còn nói rằng Trung Quốc đang quản lý tốt lắm, mọi chuyện là không có gì phải lo. Chúng ta nghe vậy thì biết vậy, nhưng mà tâm lý chúng ta vẫn cảm thấy bất an. Quý vị nhớ cái câu chuyện hồi đại dịch Covid-19, mọi thứ nó rành ra như vậy mà Trung Quốc đầu tiên vẫn còn ém và vẫn còn nói rằng mọi chuyện ổn, we fine, không có gì phải đáng lo ngại. Và sau đó cả thế giới đã điêu đứng khổ sở vì đại dịch Covid-19 thưa quý vị. Thì đó, Việt Nam bây giờ cũng đang lo, và Bộ Y tế ngày hôm nay đưa ra nói là Malaysia, Singapore, số ca mắc Covid là tăng từ 50 cho đến 100%. Cambodia, những cái ca mà cúm H5N1 là cũng tăng một cách rất là dữ dội. Thì đó là cái câu chuyện ở Việt Nam. Và cũng trong dòng thời sự đó đó thưa quý vị, thì những chuyên gia y tế ngay tại Mỹ đây nè cũng đưa ra một cái lời cảnh báo một cái lời cảnh báo rất là đáng lo ngại là trong cái mùa đông năm nay tại Mỹ có thể sẽ xảy ra một cái cơn đại dịch cúm vào mùa đông này. Và cái điều mà nguy hiểm hơn, cúm thì năm nào là giới chức y tế người ta cũng cảnh báo và người ta kêu gọi là đi chích ngừa cúm để mà phòng ngừa. Nhưng mà đặc biệt năm nay, theo nhiều giới chức y tế, họ cho rằng á, là thứ nhất là những căn bệnh lây lan nó sẽ tăng. Và cái điều thứ hai là cái giới y tế hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Và đó là lý do mà vào mùa đông này là các căn bệnh và đặc biệt COVID-19 kết hợp với lại những căn bệnh khác như là bệnh cúm, rồi viêm phổi sơ sinh, RSV và những cái mầm bệnh khác nó kết hợp cùng một lúc thưa quý vị, và đó mới là điều đáng lo ngại. Covid á, theo CDC đưa ra cái lời cảnh báo và nói rằng á, là số ca nhập viện vì Covid ở nước Mỹ á, đã tăng 10% trong cái tuần vừa qua. Còn những cái căn bệnh nhi mà RSV thì tăng một cách rất là khủng khiếp. Đó là những cái thông tin mà chúng ta cần phải đề phòng. Ví dụ như tiến sĩ Karen Acker là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng New York. Thì bà nói với tạp chí Fortune như thế này nè thưa quý vị. Cái số trong cái mùa năm ngoái đó, mùa đông năm ngoái, sau cái cơn đại dịch, người dân Mỹ đã bỏ hết những cái biện pháp phòng ngừa. Nhưng mà cái sự miễn dịch đó của người Mỹ đối với Covid đó chưa hẳn là chắc chắn đâu. Cho nên đó, bây giờ nếu nó có bùng phát và cộng thêm những cái căn bệnh khác nữa, như chúng tôi nói là cúm, là RSV, cho nên nó sẽ đẩy cái mùa đông của năm 2023 có thể sẽ tới một cái mức đỉnh điểm như chưa từng thấy trong suốt cả năm nay về những cái bệnh cúm và cả những cái bệnh về Covid thưa quý vị. Và mới đây thôi, không xa đâu, tiến sĩ Mandy Cohen là giám đốc của CDC đã xuất hiện trong một cái buổi điều trần tại Hạ viện trong Quốc hội Liên bang đó thưa quý vị. Thì ông đã nói rằng là mùa cúm ở Mỹ đang tăng tốc nhanh và mức RSV, căn bệnh hô hấp ở trẻ đó, đang gần đạt đỉnh điểm. Đó là những cái con số mà chúng ta phải để ý. Và họ đưa ra một cái thuyết như thế này nữa thưa quý vị. Đó là nếu mà mắc bệnh COVID-19 thì cái cơ thể con người đó sẽ dễ tổn thương hơn trước những cái virus khác và về cúm và những cái căn bệnh khác. Và đặc biệt điều thứ hai, nếu như mà mắc COVID-19 mà còn nhiễm thêm những cái bệnh về đường hô hấp khác thì nó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh tình của chúng ta ngày càng trầm trọng hơn. Cho nên nói tóm lại là gì? Trên thế giới hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là đang có một cái xu hướng báo động. Trung Quốc, một quốc gia mà có cái số dân rất là lớn trên thế giới, và họ đang có một cái trending, một cái làn sóng về bệnh hô hấp đang trỗi dậy. Và đặc biệt trong cái mùa đông này, khi mà mùa đông, cái thời tiết chuyển mùa đang đến gần và cả cái chuyện là cuối năm là mùa du lịch, rồi mùa giao thương, người ta đi lại khắp nơi trên thế giới, cho nên cái chuyện mà ngăn ngừa thì nó càng sẽ khó khăn hơn. Đó là lý do chúng tôi đã chọn thông tin này để mà gửi đến quý vị, và với lời nhắc nhở là mong quý vị giữ gìn cái sức khỏe vào mùa đông. Và chính vì những cái điều đó mà ngay tại Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ, một số vị thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa vào cuối tuần vừa qua, họ đã viết một cái lá thư và yêu cầu Tòa Bạch Ốc và chính phủ của Tổng thống Joe Biden phải đưa ra những cái biện pháp có thể là cấm không có cho những người khách ở bên phía Trung Quốc á, được quyền nhập cảnh vào Mỹ, đợi đến khi mà mọi thứ nó ngã ngũ xong xuôi để xem là cái làn sóng bệnh hô hấp ở Trung Quốc nó là cái gì đã, rồi có biện pháp phòng ngừa ra sao đã, thì mới cho những công dân Trung Quốc nhập cảnh. Chúng ta không biết chuyện này như thế nào. Có lẽ là người ta nói con chim sợ cành cong. Sau cái đại dịch Covid-19 thì người ta cũng lo sợ là nó sẽ diễn ra một lần nữa trong cái mùa đông này thưa quý vị. Nhưng cái điều đó, cái tín hiệu vừa rồi là một cái câu chuyện đáng lo ngại mà giới chức y tế của Mỹ đã đưa ra báo động. Một lần nữa ở Việt Nam cũng vậy nha thưa quý vị. Nhưng mà bên phía còn có một cái bài báo cáo đáng lo ngại hơn. Và lần này xảy ra ở Bộ Quốc phòng Mỹ thưa quý vị. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là họ đã điều tra 183 những cái cáo buộc liên quan đến những cái hoạt động rất là cực đoan của những người quân nhân ngay trong chính hàng ngũ quân đội của mình vào năm 2022. Trong đó có 78 trường hợp là muốn lật đổ chính phủ, 44 trường hợp là bị cáo buộc ủng hộ cho việc khủng bố, tiến hành khủng bố ngay trong nước Mỹ thưa quý vị. Thì những cái người mà bị cáo buộc như thế này sẽ phải đối diện với hai bản án. Một là phải ra tòa quân sự, hai là sẽ bị đuổi khỏi quân đội. Nhưng nói gì thì nói, những thành phần mà cực đoan như thế này đang có mặt trong Bộ Quốc phòng của Mỹ. Đó là một chỉ dấu hoàn toàn rất là đáng lo ngại. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào đầu năm nay, ông cũng đưa ra cái lời cảnh báo và yêu cầu giới lãnh đạo cũng như là quân nhân của Mỹ phải nhận diện cho rõ những cái tình huống, những cái nhân vật quân nhân nào là mang cái yếu tố cực đoan. Nhưng mà xem ra là cái chuyện này là một cái điều mà thực sự là có thật. Và nữa thưa quý vị, Bộ Quốc phòng cũng nói đó là họ nhìn thấy, họ có những cái thông tin cho rằng những cái tổ chức mà cực đoan hay những cái tổ chức khủng bố đang kêu gọi những cái thành viên của mình đó, hãy tìm cách gia nhập vào cái lực lượng quân đội của Mỹ để mà có thể tiến hành những cái âm mưu như chúng tôi thưa là khủng bố hay là lật đổ chính phủ. Và một số cái trường hợp đáng lo ngại hơn là khi mà họ được recruit, tức là họ được tuyển chọn, phỏng vấn để có thể gia nhập quân đội, 41% trong cái bài báo cáo này Bộ Quốc phòng đưa ra, 41% đã không có được hỏi một cái câu như thế này là họ có một cái mối quan hệ nào với các băng đảng hay là những cái nhóm cực đoan hay không. Đó là một cái điều rất là thiếu sót. Và Bộ Quốc phòng với ông Lloyd Austin, quý vị đang thấy trên màn hình đó, đang có những cái mối quan tâm về chủ nghĩa cực đoan, nhất là sau cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng bạo loạn Quốc hội, và người ta nhìn thấy trong cái đám đông mà ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump và phản đối kết quả bầu cử là một lẽ, nhưng mà trong đám đông đó người ta nhìn thấy có cả những cái thành phần cực đoan muốn lật đổ chính phủ và tiến hành bạo loạn và bị kích động, xách động để mà lật đổ một cái cuộc bạo loạn quốc hội như chúng ta phải nói cả thế giới đều kinh ngạc. Thì từ cái sự kiện đó mà Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảm thấy lo ngại và tiến hành một cái loạt điều tra như chúng tôi vừa thưa. Và thưa quý vị, Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm cuối tuần khi mà ông đến Iowa để mà vận động tranh cử, và đây cũng là một trong những cái địa điểm mà trong suốt cái thời gian gần đây mà chúng ta thấy là ông Trump đến rất nhiều để mà nói chuyện với cử tri, bởi vì nó sẽ diễn ra cái cuộc bầu cử sơ bộ. Chúng ta biết rằng tính cho đến thời điểm này, hầu hết những cái bảng thăm dò giữa các ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa đó thì ông Trump đang dẫn một cái khoảng cách khá xa so với cái người đứng thứ hai là bà Nikki Haley hay là Ron DeSantis đó, thì ông cách đến hơn 50 điểm. 50%, cho nên là ông đang gần như là chắc chắn rằng mình sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử năm 2024 với ứng cử viên bên phía đảng Dân Chủ là ông Biden. Cho nên, nhưng mà dù vậy, ông Trump vẫn đi đến các tiểu bang như Iowa, như là New Hampshire, như South Carolina rất là nhiều để kêu gọi cử tri là bỏ phiếu cho mình. Bởi vì quý vị thấy là cái cuộc bầu, những cái bảng thăm dò đó, quý vị nhìn thấy là năm 2016 cũng vậy. Khi hầu hết những cái bảng thăm dò người ta đều đưa ra cái nhận định là bà Hillary Clinton sẽ thắng và thắng rất là giòn giã. Nhưng kết quả thì quý vị đã hay. Đến năm 2020 cũng vậy. Người ta nhìn thấy là ông Trump lúc đó đang là tổng thống đương nhiệm và những cái bảng thăm dò cho là vẫn là ông sẽ thắng. Ông thắng trước ứng cử viên Joe Biden. Và thậm chí là nhiều những cái chính trị gia họ đã xem nhẹ cái khả năng chiến thắng của ông Biden rất nhiều. Người ta nói ông Biden là một ứng cử viên và là cả là một tổng thống nữa. Trước khi ông bước vô Tòa Bạch Ốc và cả khi ông đã ngồi đường hoàng trong Tòa Bạch Ốc rồi, ông vẫn là một nhân vật bị underestimate, bị xem nhẹ rất là nhiều. Và phải nhìn cái kết quả cuối cùng thì mới hay. Trở lại cái câu chuyện này, đó có phải là lý do như vậy hay không mà ông Trump trong suốt cái thời gian vừa qua ông cũng đã nỗ lực rất là nhiều đi đến các cái tiểu bang để kêu gọi cử tri. Vào hôm cuối tuần thì ông đến Iowa thưa quý vị, và ông đã kêu gọi những người ủng hộ mình. Ông Trump nói những người ủng hộ ông hãy nên tiến vào Philadelphia và những cái thành phố do đảng Dân Chủ điều hành để bảo vệ cái cuộc bỏ phiếu năm 2024. Đó là lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đến Iowa thưa quý vị. Và những cái thành phố mà ông đã thua ông Biden trong cái cuộc bầu cử năm 2020 những cái thành phố và những cái tiểu bang gọi là chiến địa đó thưa quý vị, như là Michigan, như là Pennsylvania, như là Georgia. Ông nói rằng là các bạn, những người ủng hộ tôi, các bạn hãy nên tiến vào Detroit, các bạn nên tiến vào Philadelphia và tiến vào Atlanta để bảo vệ những cái nơi mà đang bỏ phiếu, bởi vì ông lại một lần nữa ông khẳng định là cái cuộc bầu cử năm 2020 là hoàn toàn bị gian lận. Ông Trump không nói rõ là các bạn ủng hộ tôi là ai, thành phần nào nên tiến vào những thành phố này và bằng cách nào để mà có thể, theo như lời ông, là bảo vệ tính chính danh của cái cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng mà khi truyền thông liên lạc với lại chiến dịch tranh cử của ông Trump và hỏi là ai là những người nên làm theo cái lời kêu gọi của ông Trump, thì đại diện của chiến dịch tranh cử nói là chính những tình nguyện viên và những người có nhiệm vụ phải theo dõi cái cuộc bầu cử thì nên làm những cái việc đó. Quý vị nhớ, mọi cái sự kiện nó vẫn còn rất là tươi mới. Khi ngày 6 tháng Giêng năm 2021, vào đầu ngày, ông Trump cũng có đưa ra cái lời kêu gọi là hãy tiến về Quốc hội và hãy fight like hell để mà phản đối cái kết quả bầu cử năm 2020. Thì bây giờ những cái lời kêu gọi một lần nữa nó làm cho người ta rùng mình khi mà ông nói là hãy tiến về Detroit, hãy tiến về Philadelphia để mà đặc biệt là những cái thành phố mà bên phía đảng Dân Chủ mà kiểm soát á, để mà xem là có bầu cử gian lận hay không. Nhiều người rùng mình bởi vì họ không biết là bao nhiêu người trong số đó chỉ là những người ủng hộ diệt thành và ngây thơ, hay là có trà trộn trong đó những cái người mà quá rất cực đoan như cái phần 1 chúng tôi có thưa quý vị đó. Ngay cả những thành phần cực đoan còn trà trộn vào bên phía Bộ Quốc phòng là những quân nhân trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cơ mà. Cho nên nhiều người cảm thấy lo lắng về cái lời kêu gọi. Nhưng mà dù sao, bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đưa ra cái lời nói rõ thêm, đó là những cái thành phần tự nguyện, chứ không phải là những cái thành tử cực đoan. Thì chúng ta chờ đợi hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà một lần nữa thưa quý vị, những lời kêu gọi mà hãy tiến về những cái địa điểm bầu cử thì làm cho nhiều người lo lắng. Và cái chi tiết, nó có một cái chi tiết đặc biệt như thế này nữa thưa quý vị. Đến giờ phút này, ông Trump vẫn tiếp tục khẳng định rằng là cái cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Nhiều người cho rằng có thể thực sự là ông nghĩ điều đó và ông tin vào điều đó, dẫu cho dàn luật sư cố vấn của ông và cả cô con gái ruột Ivanka nữa đều nói rằng không có bầu cử gian lận và chúng ta đã thua rồi, nhưng ông vẫn khăng khăng về điều đó. Thì nhiều người cho rằng đó có thể là cái strategy, là cái chiến lược của ông Trump trong cái chuyện là đối phó với cái cuộc truy tố của Bộ Tư pháp ở mức độ liên bang về chuyện đảo ngược kết quả bầu cử. Họ sẽ lý luận rằng thấy chưa, đến bây giờ mà ông, trong cái niềm tin của ông á, ông vẫn cho rằng là cái cuộc bầu cử là bị lũng đoạn, là bị gian lận. Cho nên những gì mà ông làm trong cái bầu cử 2020 nó phản ánh cái niềm tin sâu sắc của ông là như vậy. Và nữa, họ cũng sẽ biện giải rằng, luật sư của ông Trump sẽ biện giải rằng đó, năm 2023, ông đi tranh cử, ông cũng kêu gọi mọi người là tiến về những cái địa điểm mà dân chủ kiểm soát đó để mà bảo vệ cái tính chính danh của cuộc bầu cử. Nó cũng tương tự với lại ngày 6 tháng Giêng năm 2021 thôi à. Cho nên không thể nào mà gán cho ông Trump tội là kích động bạo loạn quốc hội được. Nhiều chuyên gia về luật đã đưa ra cái ý như vậy. Nhưng nó có một chi tiết là như thế này. Vào hôm cuối tuần, lúc mà ông Trump ở Iowa, thưa quý vị, ông đang thao thao bất tuyệt và nói rằng là bầu cử năm 2020 gian lận. Và tất cả những cái chi tiết, những cái lời phát biểu của ông đang được phát trực tiếp ở trên Fox News. Thì rất là ngạc nhiên là Fox News đã cut cái chương trình này, đã đột ngột dừng cái bài diễn thuyết của ông và chuyển sang một cái nội dung khác. Và cái người dẫn chương trình của Fox News là cô Nevin. Cô đã đưa ra cái lời bình luận ngay sau khi đài Fox đã cắt cái phần diễn thuyết của ông Trump. Cô nói rằng là cuộc bầu cử năm 2020 là không gian lận. Nó hoàn toàn không bị đánh cắp. Nhưng mà ông Trump vẫn là có một cái niềm tin đó. Và điều thứ hai, ông Trump đang dẫn trước những cái bản thăm dò của cuộc bầu cử năm 2024. Đó là những cái lời đính chính của bên Fox News. Thì nhiều người không khó để nhận ra là Fox News cũng một lần nữa cũng là con chim sợ cành cong. Bởi vì sao? Quý vị nhớ là Fox News đã bị công ty phần mềm bầu cử Dominion kiện ra tòa sức bất sang bang để rồi phải có một cái cuộc dàn xếp. Và tốn một cái số tiền khổng lồ 787 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Cũng vì Fox News suốt một thời gian dài cứ tung ra những cái tin nói rằng bầu cử gian lận mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng những người anchor của Fox News như là Tucker Carlson, như là Sean Hannity ở trong chốn hậu trường, thông qua những cái đoạn ghi âm đã được tung ra ở tòa, họ nói rằng họ không tin dù chỉ một giây. Họ không tin dù chỉ một giây những cái lời tuyên bố của cựu luật sư Rudy Giuliani hay là của bà... Sydney Powell tuyên bố rằng bầu cử gian lận, nào là cựu tổng thống của Venezuela đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử năm 2020. Fox hoàn toàn không tin vào điều đó, nhưng họ vẫn tung ra những cái thuyết như vậy và cái kết quả cuối cùng là một cái số tiền rất là lớn 787 triệu đô la Mỹ. Và chưa thưa quý vị, còn công ty phần mềm bầu cử Smartmatic cũng đang kiện Fox News số tiền là 2 tỷ 7 đô la Mỹ. Đó có phải là lý do không mà đài Fox vào hôm thứ Bảy, khi cựu Tổng thống Donald Trump đang thao thao bất tuyệt thì họ cắt ngang chương trình cái đoạn mà nói về bầu cử gian lận và họ phải đưa ra cái lời đính chính của chính mình. Trở lại với cái lời tuyên bố của ông Trump, cũng ngày hôm cuối tuần thì ông đang nói chuyện với lại cử tri Iowa. Có một cái điều đặc biệt là ông đang đứng nói chuyện với lại cử tri của tiểu bang này một lần nữa, nơi sẽ diễn ra cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Thì thống đốc của tiểu bang là Kim Reynolds đã có cái lời tuyên bố là ủng hộ cho thống đốc Florida là Ron DeSantis đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử. Và quý vị biết rằng điều này sẽ làm ông Trump không hề ưa. Ông nói một điều như thế này nè, bà thống đốc của tiểu bang á, bà muốn ủng hộ ông hay là không ủng hộ ông, chuyện đó cũng không có quan trọng, bởi vì dẫu gì thì ông cũng sẽ chiến thắng. Nhưng mà ông nói điều này, cái điều mà làm tôi bực nhất á, tôi có rất là coi trọng cái sự trung thành. Mình như vậy thì thống đốc của Iowa không có trung thành. Và ông nhắc lại là sở dĩ bà ấy có được cái chiếc ghế của thống đốc kỳ này á, là nhờ vào ông Trump. Người dân của Iowa thì rất là dễ thương, rất là đáng mến. Và thực ra là tranh cử thì không có khó khăn gì hết á. Nhưng mà đối với bà thống đốc đương nhiệm này nè, là bà phải đánh bật lại đối thủ của bà là một thương gia, một tỷ phú rất là giàu có, cũng ra tranh cử thống đốc, cho nên bà thấy hơi khó khăn và bà đã đến gõ cửa cốc 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 và nhờ ông Trump giúp. Và nếu không có ông á, thì sẽ không có bà thống đốc đương nhiệm ngày hôm nay. Vậy mà bà không có trung thành. Đó là cái lời mà ông Trump bình luận như vậy. Và cái điều cuối cùng nữa, quý vị nhớ là ngay trong cái bầu cử, trước cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2022 và đặc biệt là cho đến cái thời điểm này, người ta nhìn thấy là chiến dịch tranh cử của ông Biden ngày càng tăng tốc hơn và ông được cái dàn cố vấn đưa ra một cái chiến thuật mới, có nghĩa là tập trung vào và gọi là chỉ trích thẳng với đối thủ chính trị của mình, đó là ông Trump. Cho nên người ta nhìn thấy là ông Biden bắt đầu thay đổi cái thói quen của mình là gọi thẳng tên ông Trump ra và chỉ trích. Thì ông Biden đã từng nói rằng nếu như ông Trump có nhiệm kỳ 2 thì đó là sẽ là một cái sự nguy hiểm, một cái điều vô cùng nguy hiểm cho nền dân chủ của nước Mỹ. Thì vào hôm cuối tuần cũng tại Iowa như chúng tôi đang tường thuật, ông Trump đã gõ lại đối với ông Biden thưa quý vị và nói rằng ok, nếu mà Joe Biden đưa cái vấn đề mà về sự nguy hiểm cho nền dân chủ vô cái cuộc chạy đua tranh cử này á, vậy thì để tôi nói với Joe Biden một điều này, đó là chính Joe Biden mới là người hủy hoại nước Mỹ và hủy hoại nền dân chủ, bởi vì Joe Biden tham nhũng. Thì quý vị nhìn thấy trên cái tình hình chính trường của nước Mỹ bây giờ, rõ ràng là chính trị Mỹ là vô cùng sôi động, những cái cuộc bầu cử nó sôi động và nó khốc liệt lắm. Nhiều người nói rằng là với những cái lời kêu gọi của ông Trump như là các bạn hãy tiến về Detroit, các bạn hãy tiến về Philadelphia, những cái thành phố của dân chủ đi, bởi vì để tránh cái bầu cử năm 2024 nó gian lận như 2020. Người ta nhìn thấy là có thể năm sau, tình hình nó sẽ còn khốc liệt hơn năm 2020, nó kịch tính hơn. Nói như lời Tucker Carlson, một tay bình luận bên phía cực hữu mà rất nhiều cử tri của Cộng Hòa yêu quý. Ông nói rằng là cái cuộc bầu cử năm 2024 nó sẽ lạ lùng lắm. Chúng ta sẽ chưa có từng thấy một cái cuộc bầu cử như vậy. Dẫu cho cử tri Mỹ cũng rất là oải khi mà nhìn thấy trên cái lá phiếu của mình hai tên của hai ứng cử viên là Donald Trump và Joe Biden. Thì cuộc bầu cử 2024 sắp tới đây sẽ nhiều kịch tính thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy một điều là nó phản ánh cái chính trị của Mỹ, là bởi vì cái tranh cử nó rất là khốc liệt và sôi động như vậy, cho nên ứng cử viên và những chính trị gia họ không ngừng là chỉ trích, chì chiết nhau. Và quý vị nhớ cái câu chuyện mà Hoàng Vy đã thưa vào tuần vừa rồi, là cái cuộc so găng giữa hai ông thống đốc của Florida và California. Người ta nhìn thấy là hai người lớn, hai chính trị gia hẳn hoi và rất là dày dặn và đầy kinh nghiệm là Ron DeSantis và Gavin Newsom. Vậy mà tranh luận họ cũng không tiếc lời, họ mạt sát nhau. Và thậm chí là họ nói những cái lời mà như trẻ con ở elementary school, You mới là người bully bắt nạt người khác. Rồi người kia nói ngược lại, You mới là người đi mà tấn công bắt nạt người khác. Như những cái lời đấu tố của trẻ con ở elementary school. Và vào hôm thứ Bảy cũng vậy, cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích ngược lại ông Biden. Biden nói tôi là kẻ hủy hoại cho nền dân chủ của nước Mỹ. Chính ông ấy mới là đang hủy hoại nước Mỹ. Đó là cái không khí về cái tình hình chính trị bây giờ, thưa quý vị. Và đó là những gì mà ông Trump đã nói với cử tri của Iowa. Và khi mà ông nói đó thì hàng loạt những cái banner, những cái biểu ngữ, thưa quý vị, được dăng khắp nơi với cái câu slogan, với cái thông điệp là Biden đang tấn công vào nền dân chủ của nước Mỹ, để mà củng cố những gì mà ông Trump nói trên sân khấu. Đó là câu chuyện về cựu Tổng thống Donald Trump và đến với Iowa vào cuối tuần vừa rồi để gặp gỡ cử tri. Và bây giờ chuyển sang một tin tức liên quan đến Florida, thưa quý vị. Phải nói là Hoàng Vy rất là muốn thưa chi tiết về cái câu chuyện này. Khi mà một nhân vật là lãnh đạo trong đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Florida là ông Christian Ziegler đang bị cáo buộc là hãm hiếp một cái nhân vật trong cái vụ tấn công về tình dục, tới mức độ mà thống đốc của Florida là Ron DeSantis kêu là ông hãy từ chức đi, ông rời vị trí của mình đi, bởi cái lời cáo buộc này nó bê bối quá, nó ghê gớm quá. Và giới công lực của Florida đã vào cuộc, đã điều tra và đưa ra một loạt những cái bằng chứng. Nhưng mà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Florida, người sẽ dẫn dắt cái cuộc bầu cử của đảng Cộng Hòa ngay tại tiểu bang này vào năm sau, và là cũng là một trong những người dẫn dắt cho cái cuộc chiến chống lại công bằng sắc tộc và cộng đồng LGBT+ do ông Ron DeSantis khởi xướng, mà bây giờ dính vào một cái vụ tố cáo về bê bối tình dục, phải nói rất là động trời. Câu chuyện đó là gì? Hoàng Vy xin phép được trở lại và thưa với quý vị sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5, và chúng tôi đang thư giãn về một câu chuyện vừa nổ ra và động trời ở tiểu bang Florida, thưa quý vị. Khi mà lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này, và như chúng tôi nói đó, là người sẽ dẫn dắt cái cuộc tranh cử của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang vào năm sau, và bây giờ dính vào một cái lời cáo buộc là đã có một cái chuyện tấn công về tình dục đối với một nhân vật. Nhưng mà cái điều đáng nói là hàng loạt những cái người điều tra, nhà điều tra, rồi kể cả cái văn phòng giám sát về trách nhiệm của những cái giới chức của tiểu bang Florida đó cũng đưa ra một cái bản công bố và yêu cầu nhân vật này phải nên từ chức. Bất chấp thống đốc Florida cũng kêu gọi ông Ziegler, ông Christian Ziegler là chủ tịch của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang hãy từ chức đi. Nhưng mà ông khẳng định một cái câu như thế này nè, là thời buổi tranh tối tranh sáng, và bây giờ nước Mỹ là đang cần những cái chính trị gia như là ông ấy đây, Christian Ziegler đây, để mà bảo vệ nước Mỹ rồi bảo vệ tiểu bang. Không có dễ gì mà những cái lời mà cáo buộc phong long kiểu mà truy tố tấn công về tình dục vẫn thường được sử dụng để mà hãm hại những cái chính trị gia như thế này. Không dễ gì những cái thủ đoạn đó có thể hại được ông Ziegler, cho nên ông sẽ không từ chức. Vậy thì cái lời cáo buộc là gì, thưa quý vị? Phải nói là nó cũng rất là ghê gớm. Vào hôm ngày 2 tháng 10, theo biên bản điều tra của cảnh sát khu vực Sarasota Police Department, họ công bố hôm ngày 2 tháng 10, có một nhân vật nữ đã tố cáo nói rằng là ông Ziegler đã cùng với vợ của mình lên một kế hoạch cho một bữa tiệc tình dục thác loạn giữa ba người. Đó là vợ chồng của ông Ziegler, cùng cái cô nạn nhân mà cho rằng ông chủ tịch của đảng Cộng hòa tiểu bang đã tấn công cô. Vậy thì mọi kế hoạch đã xong xuôi hết, thì nhân vật bị tấn công tình dục không có đưa ra cái tên trong cái bản báo cáo này. Thì nói rằng là phút chót á, thì cô vợ của ông Ziegler nói rằng không có tham dự, cho nên là sẽ cancel cái bữa tiệc thác loạn. Nhưng mà ông Ziegler đã tìm đến nhà cái cô nhân vật nạn nhân này và đã có camera ghi hình thu hết lại và chuyển sang cho bên cảnh sát. Thì thấy là đúng là ông có đến nhà cô này lúc cô đang dắt chó ra chuẩn bị đi dạo. Và ông đã tiến vào được bên trong và đã có cái hành vi là hãm hiếp nhân vật này. Và cô này ngay sau câu chuyện đó đã gọi điện thoại cho chị mình để kể lại cái câu chuyện và đồng thời đã báo với cảnh sát. Thì ông Ziegler, ông nói với cảnh sát rằng không, tôi không có cái chuyện là quấy rối tình dục hay là tấn công gì hết, mà tôi đã được sự cho phép của cái nhân vật này. Cô này thì nói ngược lại không, cô chỉ có cái cuộc nói chuyện đàng hoàng với ông Ziegler và cô từ chối là bởi vì những cái kế hoạch nó đã không đi đúng như cái dự đoán là phải có cái sự tham dự của cô vợ, mà bây giờ không có cô vợ để mà tham gia theo, xin lỗi quý vị, trong cái bản báo cáo này người ta dùng từ threesome đó, không có cả ba cho nên cô từ chối. Thế thì ông Ziegler ông mới khai với cảnh sát là tôi thậm chí là còn có quay lại những cái cảnh này nữa. Thì cảnh sát hỏi đâu rồi? Thì ông này nói là tôi xóa rồi, nhưng mà tôi có up lên trên Google để mà tôi giữ lại. Thì cảnh sát lại thấy một cái đoạn video trên Google đúng là có thu lại, nhưng mà không rõ ngày tháng nào đã diễn ra cái cảnh đó. Cho nên là họ không chắc rằng đây là video thu lại cái cảnh ngày 2 tháng 10 hay là một cái video nào khác, thưa quý vị. Và sau đó ngày 2 tháng 11, cảnh sát đã phỏng vấn cô vợ là bà Ziegler. Bà có khai với lại cảnh sát rằng là bà cũng biết cái nhân vật trong cái đơn tố cáo và cũng đã có 1-2 lần có những cái bữa tiệc tình dục thác loạn như thế này. Và bà biết cái nhân vật tố cáo này cũng chỉ thông qua ông chồng mà thôi. Nhưng mà kỳ này thì bà cảm thấy là bà không có comfortable để mà tham dự. Đó là lời khai của bà vợ. Và cảnh sát cũng có trong tay cả những cái đoạn tin nhắn và cả những cái đoạn ghi âm audio. Theo đó, ông chủ tịch của đảng Cộng hòa toàn quốc đã có những cuộc nói chuyện với lại nhân vật trong cái vụ tố cáo này. Và thậm chí ông nói rằng khi mà cô này nói rằng ông đã làm cái điều rất là sai là ông hãm hiếp tôi vào ngày hôm đó, ông Ziegler đã trả lời là don't make a big deal, đừng có nói trầm trọng như vậy. Chúng ta biết nhau bao lâu đây rồi mà, đừng có thổi phồng lên như vậy. Nhưng mà trong cái đoạn tin nhắn thì cảnh sát được đọc thấy là nhân vật nữ này vẫn khẳng định là cô hoàn toàn trong cái tư thế bị động và không có cho phép, không có đồng ý ông Ziegler có cái hành động tấn công tình dục. Thì đó là một trong những cái nội dung mà đến mức độ mà thống đốc Florida, ông Ron DeSantis phải đưa ra cái lời kêu gọi thôi ông ơi, nếu mà những cái bằng chứng và những cái đoạn hội thoại và cả những cái tin nhắn ghi rõ ràng như thế này rồi á, thì thôi ông từ chức đi. Bởi vì sao? Ông Christian Ziegler, thưa quý vị, một lần nữa chủ tịch của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Florida, ông đã là một trong những cái thành phần gọi là tiên phong trong cái chiến dịch, trong cái cuộc chiến của ông thống đốc Florida Ron DeSantis chống lại với cộng đồng LGBT+, và ông cũng dẫn dắt và sáng lập ra một cái hội làm có tên là những cái bà mẹ vì cái sự độc lập, Moms for Liberty, sự độc lập, sự tự do, và chống lại những cái việc mà trường học của Florida nói những cái chủ đề về giới tính hay là có những cái cuốn sách mà về giới tính, về đấu tranh công bằng sắc tộc. Bởi vì những tổ chức này do ông Ziegler sáng lập đó, thưa quý vị, họ quan niệm rằng là để cho tụi trẻ đó, tụi nhỏ đó, nó mà đọc những cuốn sách đó thì nó sẽ bị lệch lạc về lịch sử, nó sẽ bị lệch lạc về giới tính, về tình dục, cho nên là họ cấm đoán cái câu chuyện này. Bà vợ của ông Christian Ziegler là bà Bridget Ziegler, 41 tuổi, cũng có mặt trong cái tổ chức Moms for Liberty. Và thậm chí bà còn được ông Ron DeSantis bổ nhiệm có mặt trong thành viên giám sát đối với Disney. Để mà Disney đó, quý vị biết cái câu chuyện Ron DeSantis chiến với lại Mickey Mouse, bởi vì quan điểm là Disney đã từng lên án ông Ron DeSantis quá khắt khe, quá độc đoán đối với cộng đồng LGBT+, và vì lý do đó mà cái cuộc chiến nó dai dẳng cho đến ngày hôm nay. Và Ron DeSantis đã từng bổ nhiệm bà vợ của ông Ziegler này là Bridget Ziegler ngồi vào cái ban hội đồng giám sát. Đối với Disney, nói chung là hai vợ chồng ông Ziegler có một cái vai trò rất lớn ở tiểu bang, không chỉ ở bên phía đảng Cộng Hòa mà là trong cái cuộc chiến chống lại với những cái tư tưởng mà họ cho là cấp tiến, cái tư tưởng là làm lũng đoạn, làm hư hại thanh niên của tiểu bang khi mà quá quan tâm về cái chuyện là giới tính, rồi kể cả những cái chuyện tình dục, rồi cả những cái vấn đề đấu tranh về sắc tộc. Vậy mà đến ngày hôm nay, những thông tin này vỡ lở thì người ta mới ồ ra, người ta mới biết rằng hóa ra những cái vị gọi là chức sắc rất là cao, gọi là có quyền lực trọng vọng và đưa ra những cái lời, những cái câu slogan rất là kêu, nói là phải bảo vệ cho thanh niên của tiểu bang không có bị hư hỏng. Cái phong trào cấp tiến của bọn cánh tả đó, của bọn dân chủ á, là nó làm cho thanh niên hư hỏng hết. Chưa gì mà mới có lớp 3 mà đọc những cái nội dung hay là những cái hình vẽ mà có liên quan về sex, như vậy là không được, phải cấm sách. Cấm thầy cô ở trường không được nói về những cái chuyện là về giới tính, về sắc tộc, phải cấm hết. Nhưng mà bên trong đó có ai ngờ đâu là chính những cái nhân vật sáng lập ra những cái tổ chức này như vợ chồng Ziegler lại tham dự vào những cái cuộc mây mưa, những cái bữa tình dục mà thác loạn mà có 3-4 người để mà tổ chức như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện rùng mình tới mức độ là Ron DeSantis bây giờ là không có một tay che nổi trời nữa. Yêu cầu chính ông chủ tịch đảng Cộng Hòa này xuống đi. Đừng có làm như vậy để rồi đưa ra những cái lời tuyên ngôn kêu gọi là bảo vệ thanh niên phải có một cái lối sống chuẩn mực. Như vậy thì nó bẻ mặt lắm. Nhưng mà thưa quý vị, thì ông Ziegler đã từ chối. Ông nói rằng là ông cần phải bảo vệ tiểu bang, ông cần phải bảo vệ nước Mỹ. Nước Mỹ cần những chính trị gia như ông Ziegler. Và ông cũng kêu gọi mọi người là dù những cái thông tin, những bằng chứng hay là những cái điều mà bên phía điều tra họ đưa ra đó, nhưng mà mọi người hãy khoan có những cái phần xét đoán của mình và đợi hạ hồi sau hãy rõ. Đó là câu chuyện liên quan đến tiểu bang Florida và một lần nữa rất là gây sốc và chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và trở lại với một cái thông tin cũng rất là quan trọng liên quan đến bà thẩm phán Tanya Chutkan. Khi mà nhắc đến Tanya Chutkan, nếu như quý vị theo dõi tình hình chính trị của nước Mỹ sẽ rất là nhớ, có cái ấn tượng đặc biệt về bà chánh án này. Bởi vì bà đã xét xử, bà đang và đã xét xử rất nhiều những cái nhân vật bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Và bà đã từng đưa ra một cái câu nói kinh điển luôn là tổng thống không phải là vua, huống chi ông Donald Trump không còn là tổng thống nữa. Và cũng chính Tanya Chutkan là người sẽ xét xử cái hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn quốc hội đối với ông Trump do bên phía công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố. Phiên tòa sẽ diễn ra vào hồi tháng 3 năm sau. Có một điều là thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, bà chánh án Tanya Chutkan vừa mới viết đưa ra một cái lời phán quyết. Theo đó thì bà nói rằng là cựu tổng thống Donald Trump không có được một cái quyền miễn truy tố, thậm chí bà viết rằng là ông ấy không có được những cái đặc quyền đặc biệt để mà tránh bị truy tố và tránh cái việc đối diện với những cái hình phạt, thậm chí là phạt tù vì những cái vi phạm về hình sự mà nếu như ông ấy có gây ra. Quý vị nhớ chúng tôi đã thưa, cũng vào hôm cuối tuần vừa qua, một cái vụ dân sự, trong đó những cái nhà lập pháp bên phía đảng Dân Chủ và cảnh sát quốc hội đã kiện ông Trump vì cho rằng ông là người xách động cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng dẫn đến tòa nhà quốc hội bị tấn công, rồi những cái cảnh sát viên đã bị thiệt mạng như vậy. Còn người còn sống thì một số trong đó đã bị những cái chấn thương. Thì trong cái vụ dân sự thì chánh án cũng đã đưa ra cái phán quyết và nói rằng là ông Trump không có được quyền miễn tố. Thì đó là một cái hồ sơ khác. Còn bây giờ cái hồ sơ này là hồ sơ hình sự thì bà chánh án Tanya Chutkan cũng đưa ra cái phán quyết y chang như vậy. Bà viết như chúng tôi nói đó, ông Trump không thể nào biện minh cho cái chuyện là ngày 6 tháng Giêng năm 2021 ông vẫn còn là tổng thống, ngày 20 tháng Giêng năm 2021 ông Trump mới rời khỏi tòa Bạch Ốc. nhưng ngày 6 thì ông vẫn còn là tổng thống, cho nên ông được quyền miễn trừ. Ở cái vụ dân sự thì chánh án, tòa kháng án mới đưa ra cái phán quyết do 3 vị thẩm phán đưa ra phán quyết và nói là cái thời điểm mà ông Trump ra tranh cử cho nhiệm kỳ 2, ông chỉ có đại diện cho đảng Cộng Hòa và là cho cái cá nhân của ông muốn ra tranh cử để mà làm tổng thống. Ông không phải ở thời điểm đó và những cái việc làm đó là ông điều hành nước Mỹ. Cho nên không thể nào mà viện dẫn là tổng thống thì có được một cái đặc quyền và tránh mọi cái sự truy tố cũng như là trừng phạt. Bà Tanya Chutkan kỳ này cũng đưa ra phán quyết và bà muốn gửi một cái thông điệp sâu sắc và mạnh mẽ hơn đến tối cao pháp viện, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta biết thể nào và kiểu gì ông Trump cũng sẽ gõ cửa lên tối cao pháp viện đòi hủy cái hồ sơ truy tố hình sự này. Cho nên bà Tanya Chutkan đã gửi một cái thông điệp đến những vị thẩm phán ở tối cao pháp viện. Quý vị biết tòa cao nhất ở Hoa Kỳ hiện nay đang có 6 vị thẩm phán bảo thủ và 3 là cấp tiến. Bà nói rằng nếu như chúng ta tiếp tục hủy bỏ cái vụ này và chúng ta sẽ làm hủy hoại đi cái tính balance, cái sự cân bằng giữa 3 nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của nước Mỹ. Và cái việc mà hủy bỏ cái bản truy tố này và đặc biệt để cho bất kỳ một người nào là đã từng là cựu tổng thống hoặc là làm tổng thống mà được quyền miễn tố đó thì nó sẽ làm cho cái nhánh hành pháp trở nên lung lay, mong manh và thiếu cái sự vững chắc hơn bao giờ hết. Đó là thông điệp sắc bén mà bà Tanya Chutkan đã gửi đến tối cao pháp viện, thưa quý vị. Và cũng đồng thời trong cái câu chuyện này, chúng tôi có đọc thấy một cái bài xã luận của một nhân vật, thưa quý vị, mà Hoàng Vy nói ra nếu quý vị là người theo dõi tình hình chính trị của nước Mỹ sẽ không quên nhân vật này. Đó là cô Monica Lewinsky. Cô này là người đã rất là gọi là nổi tiếng hay là tai tiếng và đã dính liền với lại tên tuổi của cựu tổng thống Bill Clinton. Quý vị nhớ nhân vật thực tập sinh, một nữ luật sư thực tập sinh trong Tòa Bạch Ốc và cuối cùng đã có cái mối quan hệ tình ái với lại tổng thống Bill Clinton đó thì là cô Monica Lewinsky. Câu chuyện qua đã lâu, nhưng mà ngày hôm cuối tuần, người ta nhìn thấy là cô Monica đã viết một cái bài xã luận trên tờ Vanity Fair. Và cô đưa ra cái lời đề nghị là nên có 6 cái tu chánh án để mà điều chỉnh lại, để làm cho hiến pháp của nước Mỹ đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, hơn bao giờ hết trước những cái rối loạn trong nước Mỹ và đặc biệt là tình hình chính trị như hiện nay. Theo đó thì cô nói rằng là tổng thống thì không nên có cái quyền tự ân xá cho chính bản thân mình. Điều thứ hai là phải có cái phần kiểm tra lý lịch background check đối với bất kỳ một ứng cử viên tổng thống nào. Điều thứ ba, không được dù bất kỳ tình huống nào ngưng lại cái hiến pháp của nước Mỹ. Xin lỗi quý vị. Và điều thứ tư là những giới chức liên bang, thậm chí là tổng thống của nước Mỹ phải có quy định một cái số tuổi giới hạn nhất định nào đó. Và cái điều kế đến là bỏ luôn cái chuyện mà bầu cử trong nước Mỹ mà thông qua cái hệ thống cử tri đoàn. Và điều cuối cùng là phải hợp thức hóa lại cái việc cho phép người phụ nữ có được cái quyền quyết định số mệnh và sức khỏe của mình. Đó là thông qua cái luật cho phép phá thai. Thì đó là điều mà cô Monica cô đã đưa ra trong cái bài xã luận của mình. Và trong cái bài viết này, thưa quý vị, cô đã thẳng thừng gọi thẳng tên của cựu tổng thống Donald Trump. Cô nói rằng ông Trump không nên được quyền tự ân xá cho chính mình nếu như ông Trump đắc cử tổng thống năm 2024 và nếu như ông bị truy tố và bị tòa kết luận rằng là ông có tội trong những cái vụ truy tố về hình sự và cả dân sự mà ông đang đối diện. Cô viện dẫn một cái điều lo ngại của các chuyên gia về luật đã đưa ra trong suốt thời gian vừa qua, thấy là những cái nỗ lực của bên phía ông Trump đã kêu gọi tòa các cấp và thậm chí là những cái vụ truy tố khác nhau từ dân sự cho đến hình sự và yêu cầu là hãy vứt bỏ những cái vụ kiện đối với ông. Cô nói rằng là cựu tổng thống của nước Mỹ hay là đương kim tổng thống chẳng hạn không nên có cái lá bài miễn tử, có cái lá bài kim bài để mà khẳng định rằng mình sẽ không phải đối diện với bất kỳ một cái sự trừng phạt hay án tù nào. Cô nói no, đó là cái sự lạm dụng về quyền lực. Và cho nên cô cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không nên có cái quyền ân xá cho chính mình. Bởi vì nhiều người nói rằng nếu như ông trở thành Tổng thống của nước Mỹ năm 2024, ông sẽ dùng quyền lực của mình để một là yêu cầu Bộ Tư pháp chấm dứt ngay những cái chuyện đang truy tố ông. Quý vị nhớ là Bộ Tư pháp có một cái luật bất thành văn là không truy tố những tổng thống đương nhiệm. Và nếu như ông Trump đắc cử thì ông sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp là ngưng ngay những cái chuyện truy tố đối với ông. Thậm chí là có thể đưa ra cái lệnh tự ân xá cho chính bản thân mình. Thì đó là cái ý kiến của cô Monica. Cô nói rằng Tổng thống thì không nên có được cái kim bài miễn tử, cho rằng mình có cái kim bài này rồi thì sẽ không đối diện với bất kỳ một cái hình phạt nào, và cho nên phải bãi bỏ cái chuyện là Tổng thống tự ân xá cho bản thân. Và nữa cô cũng quay sang và đưa ra cái vấn đề của đương kim Tổng thống Joe Biden. Mặc dù đối với ông Biden thì cô không nhắc tên, nhưng mà cô nói rằng đối với cái tình hình nước Mỹ hiện nay, các chính trị gia đã trở nên quá cao tuổi, sẽ cản trở cái chuyện là điều hành nước Mỹ, thậm chí là cả những nhà lập pháp nữa. Cho nên cô nói rằng cần phải có một cái độ tuổi nhất định để mà những cái chính trị gia hay là những cái giới chức của chính phủ hay là trong Quốc hội đó, đến một cái số tuổi nào đó thì phải nên ngưng về vườn để mà không có tiếp tục hoạt động, nó sẽ làm cản trở cho nước Mỹ rất là nhiều. Và cái ý nữa, cô nói rằng hiến pháp phải luôn luôn được tiếp tục, không được vì bất kỳ lý do gì mà đòi ngưng hiến pháp. Cái ý này quý vị nhớ là cựu Tổng thống Donald Trump trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng Giêng, khi mà ông đang kêu gọi các bên hãy cùng nỗ lực, ví dụ thậm chí là kêu gọi bên quân đội dùng thiết quân lực để mà chặn lại ở những cái tiểu bang chiến trường, không được tiếp tục kiểm phiếu, đếm phiếu. Và thậm chí nếu như cả ông phó của mình là cựu phó tổng thống Mike Pence không chịu hợp tác với ông để mà vứt bỏ những cái kết quả của đại cử tri đoàn của những tiểu bang chiến trường đã nộp lên cho Quốc hội, ghi nhận cái chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Nếu mà trong những cái nỗ lực đó không có xong, ông Trump đã đưa ra cái ý hay là ngưng hiến pháp của nước Mỹ ở thời điểm đó luôn. Chắc quý vị còn nhớ. Và đó là lý do mà cô Monica cô đưa ra trong cái bài xã luận của mình, là thậm chí hiến pháp phải luôn luôn được tiếp tục. Nó chỉ có nên có những cái tu chánh án để làm cho hiến pháp chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn, chứ không nên được vì bất kỳ lý do gì mà ngưng hiến pháp. Đó là một trong những ý kiến trên bài xã luận mà chúng tôi đã đọc thấy vào cuối tuần vừa qua, và đặc biệt nó rất là tươi mới và nó ứng vô cái hoàn cảnh thực tế của tình hình chính trị Mỹ hiện nay, với hai nhân vật mà quý vị sẽ chắc chắn là sẽ gặp trong cái cuộc bầu cử năm 2024 là cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.